Xin kính chào các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 1. Các em thân mến, mời các em chúng ta tiếp tục cùng với thầy làm bài tập trong cuốn bài tập hàng ngày Toán 1 tập 2 biên soạn theo chương trình sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống. Chúng ta đến với bài tập hàng ngày 26, đơn vị đo độ dài. Nội dung tiết 1: nhận biết đơn vị đo độ dài, dạ đơn vị tự quy ước. Một lớn phần trắc nghiệm: quan sát bức tranh và khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1: chiếc máy tính bảng dài bằng mấy găng tay. Chúng ta cùng quan sát bức tranh. Chúng ta cùng quan sát nhé. Ở đây chúng ta thấy rằng này, chiếc máy tính này chúng ta thấy là từ đầu bên này sang đầu bên kia là mấy găng tay nhỉ? Một găng tay, hai găng tay đúng không? Mình chọn cho thầy đáp án B. Câu 2: bức tranh dài bằng mấy găng tay? Chúng ta cùng nhìn này, từ đầu bên này đến đầu bên kia ta cùng đếm mấy găng tay nhé. 1 2 3. Vậy bức tranh dài bằng 3 găng tay. Chúng mình chọn đáp án là C. Chúng ta đến với câu số 3: chú mèo cao bằng mấy găng tay? Chúng mình nhìn từ đuôi lên tai này, chúng ta nhìn thấy mấy găng tay nhỉ? 1, 2. Vậy chú mèo cao bằng 2 găng tay. Đáp án mình chọn là B. Tiếp theo là câu 4: chú chó cao bằng mấy găng tay? Chúng ta nhìn từ chân lên đến đầu này, cao bằng mấy nhỉ? 1, 2, 3. Chú chó cao bằng 3 găng tay. Đáp án là C. Tiếp theo là câu số 5: chiếc cặp sách dài khoảng mấy găng tay? Chúng mình thử xem là cặp sách của mình dài khoảng mấy găng tay nhỉ? Chúng mình ước lượng. Vậy thì chúng ta chọn cho thầy đáp án C nhé, khoảng 3 găng tay em nhé. Tiếp theo chúng ta đến với lại câu số 6: chiếc bảng lớp em dài khoảng mấy găng tay? Chúng mình thử đo nhé, thì nó sẽ dài khoảng là 22 găng tay, bởi vì nếu mà 8 găng tay, 5 găng tay hay là 4 găng tay thì nó ngắn quá, đúng không em? Vậy thì chúng ta sẽ chọn là số 22 là dài to nhất ở đây này. Chiếc bảng lớp em dài khoảng 22 găng tay. Tiếp theo chúng ta đến với câu số 7: chiếc bàn học dài khoảng mấy găng tay? Chiếc bàn học dài khoảng 10 găng tay các em ạ. Đáp án A. Nếu như 1, 3 hay là 5 găng tay thì nó lại là ngắn quá, đúng không em? Tiếp theo thầy cho mình chuyển sang hai lớn phần tự luận. Thầy cho chúng ta đến với bài tự luận 1: viết chiều dài của mỗi đồ vật dưới đây. Chúng mình cùng quan sát xem nhé. Với chiếc bút chì nè, chúng mình cùng quan sát xem là nó dài bằng mấy cái ghim giấy này nhỉ? Chúng mình thấy từ hai đầu bút chì này, chúng mình đếm xem là có bao nhiêu ghim giấy nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vậy nó dài bằng 6 ghim giấy này. Em hiểu chưa? Ta điền số 6 ở đây. Đó, tiếp theo nào, cái cục tẩy này dài bằng mấy cái ghim giấy nhỉ? Ta đếm nhé, từ đầu bên này đến đầu bên kia. 1, 2, ta điền số 2, em hiểu chưa nhỉ? Tiếp theo, cái máy tính cầm tay này nó dài bằng mấy ghim giấy? Ta đếm từ đầu bên này đến đầu bên kia nhé. 1, 2, 3, 4, 5, ta điền số 5. Tiếp theo nào, cái này giống cái cột bút chì đúng không em? Thì nó dài bằng mấy cái ghim giấy nhỉ? 1, 2, ta điền số 2. Như vậy mình đã xong bài 1 rồi. Chúng mình cùng với thầy chuyển sang bài 2. Bài 2: viết chiều cao của mỗi con vật dưới đây. Chúng mình cùng quan sát này. Đây này, mỗi một cái phần đo ở đây chúng ta nhìn thấy một con mèo này, đúng không? Đấy, chúng ta sẽ tính xem là chiều cao của con vật này bằng mấy con mèo nhé. Chúng mình nhìn con sư tử này đúng không? Nó bằng cao bằng mấy con mèo nhỉ? Chúng ta đếm từ chân lên đến đầu đúng không? 1, 2, 3, chúng ta gióng sang, em hiểu chưa nhỉ? Đấy, chúng ta gióng sang này. Đấy, gióng từ chân lên đến đầu. 1, 2, 3, ta điền số 3 vào đây nhé. Tiếp đến là con chó này, nó cao bằng mấy con mèo? Chúng ta gióng này, gióng từ chân lên đến đầu, ta thấy là nó cao bằng một con mèo thôi đúng không? Ta điền số 1. Tiếp theo, con gấu cao bằng mấy con mèo? Chúng ta cũng gióng này, từ chân lên đến đầu xem là có mấy con nhé. 1, 2, 3, đó, ta gióng sang, em hiểu chưa? 3 con mèo. Tiếp theo là con lợn này cao bằng mấy con mèo nhỉ? Gióng từ chân lên đến đầu đúng không? Chúng ta có này, 1 này, 2, ta gióng sang này, em hiểu chưa nhỉ? Đó. Tiếp theo con hươu cao cổ cao bằng mấy con mèo? Ta gióng từ chân lên đến đầu nhé, ta xem mấy nào? 1, 2, 3, 4, 5, ta điền số 5. Cuối cùng là con chim nào, ta cùng quan sát này, chân lên đến đầu này, ứng với lại một con mèo, kèm nhé. Vậy ta điền số 1. Thầy cho mình đã làm xong bài tự luận 2, kết thúc bài tập tiết 1 của bài tập hàng ngày 26 rồi các em ạ. Thầy chúc em học tốt nhé. Còn bây giờ, thầy thân ái và chào tạm biệt các em.